Enid, chúng ta chọn gấu Monokuma đi. Nhưng Wednesday khiến symmetry rất hoàn hảo. Monokuma hoàn hảo hơn. Đi mà Wednesday. Được rồi, đừng nhăn nữa. Hoàng hôn, cảm ơn cậu bạn thân. Cậu sẽ không hối hận đâu. Tớ hối hận rồi đây. Cứu giới, có ai không? Được rồi, đến lúc giải quyết thầy ấy. Các em, thầy muốn gặp ba các em ở trường ngay bây giờ. Enid, cầm nào. Toàn là nước miếng. Thầy đã làm gì vậy thầy Myers? Không phải tại thầy, tất cả chỉ là tình cờ thôi. Thầy thề, chúng ta chỉ chơi đấu trận ngón tay và thầy đã thắng. Cuộc chiến rất công bằng. Tội nghiệp thiên. Hoàng hô. Sao thế? Tớ được điểm A nè. Thật đấy hả? Vui vẻ xíu cũng đâu có gì sai nhỉ. Không, đừng làm thế, trận đấu công bằng mà. Có vẻ như thầy đã quên Wednesday Adam và Innie Sinclair là những đứa trẻ khác thường. Không bao giờ bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Không ai dám đối xử với Finn như vậy. Thầy đã dạy bọn em yêu khoa học mà. Bọn em mời thầy tham gia thí nghiệm của bọn em. Không, không muốn. Thầy từ chối làm ơn. Không. Không, không, không. Ui, sao nặng thế này. Đầu mình bị gì vậy nè? Sao lông lá thế này? Hình như đã xảy ra sự cố gì đó. Sao, chúng ta tính toán nhầm rồi. À, đầu của mình. À. Tớ nghĩ như vậy còn tốt hơn. Nhưng đáng lý thầy ấy phải biến đổi hoàn toàn chứ. Cứu giới, kết thúc rồi sao? Mình là một thầy giáo lương thiện mà. Hai con gái, hai bố đến rồi đây. Công chúa nhỏ của chúng ta đâu? Sự nghiệp của mình đã kết thúc. Đều tại ngươi, đáng ghét. Ui, ngón tay đáng thương. Đợi mình tiêu rồi. Rõ rồi, bọn nhóc lại tiến hành thí nghiệm nhỉ. Ba, các con đi với chúng ta nào. Bọn con chỉ đang cố giành lại công lý thôi. Dù sao thầy Myers cũng đáng đời. Cá con bị phạt, mau giao các tiện ích ra đây. Nó là cả cuộc đời con đó. Hãy kiểm điểm lại hành vi của mình đi. Wednesday đến lượt con, bà đang đợi đây. Tùy ba thôi, nhưng bữa trưa rùng rợn của con thì sao? Wow, nguy hiểm quá. Rồi, được rồi, của bà đây. Bà đang đợi mấy món còn lại đấy. Ba mình quá hiểu mình. Trông quen quen, quen đến lạ thường. Kiểm tra xem nào. Ôi, mình không thích đâu. Sao cũng được. Ôi, ôi, ôi. Wednesday, bà biết là vẫn chưa hết á. Chỉ là khẩu súng nhỏ thôi hả? Wednesday, ít ra có thể để khẩu pháo lại cho mình mà. Khẩu pháo? Tại sao con bé lại có khẩu pháo? Xin lỗi, Victoria. Hy vọng sớm gặp lại cưng. Đây là tất cả. Thầy Myers. Anh Adam và Sinclair, tôi không thể dạy với bộ dạng thế này. Đương nhiên rồi, cho nên một trong hai anh phải dạy thôi. Các cô gái, quá lắm rồi đấy. Cuối cùng cũng có tin tốt. Ba, con hứa chúng ta sẽ ổn thôi. Chính xác, không cần phải lo. Làm tốt lắm bạn thân. Thầy ấy nói đúng Sinclair, chúng ta không thể để chúng ở nhà một mình được. Đúng vậy, vậy anh đến trường còn tôi sẽ ở lại và chăm sóc bọn nhóc. Đến trường? Không muốn đến trường đâu, lần trước đã đủ rồi. Đây là ba của Wednesday, ông Adam. Wow, ui da. Thời tiết tệ thật đó, giống như thời trung học vậy. Đúng vậy, mình quên mình có chiếc ô nào rồi. Chỉ cần không phải đến trường. Đừng làm vậy chứ, không công bằng không. Xin lỗi nhưng không thể giúp được rồi. Mong muốn không đến trường mạnh hơn. Không, đừng. Tôi và hình nộm này mạnh hơn anh đó. Chúc may mắn anh Sinclair. Tạm biệt ba, chúc ba vui vẻ. Nghĩ lắm mà, xin đừng đưa tôi đến đó anh Adam. Sao lại làm thế với tôi chứ? Đừng lo, tôi sẽ chăm sóc bọn nhóc. Hay lắm, tôi sẽ không quên đâu Adam. Đây là nơi anh làm việc anh Sinclair. Chào cả lớp. Chào buổi sáng nha. Hôm nay giáo viên của các em sẽ là thầy Sinclair, không phải thầy. Mình là người lớn và có thể quản lũ nhóc này. Phải tôn trọng thầy ấy đấy. Cái gì? Đây mà gọi là tôn trọng á? Nhìn con quái vật kia mặt mũi sao vậy thầy? Người thầy đáng thương. Chúng đang nói tôi sao? Thật xấu hổ, không thể chịu được. Ui, rồi xong, mình tiêu đời thật rồi.
Ồ, chương trình giải trí thật đó, cả học viên phải xem cảnh này. Trời chà, mình phải thay thầy ấy thôi. Thầy Mai ơi, để tôi giúp. Thầy có sao không? Nhìn xem có sao không. Đừng lo, tôi sẽ lo cho học sinh của thầy. Ôi không, thầy ấy đi rồi kìa. Chúng ta chơi bóng chày thôi. Thầy cũng nên ra ngoài đi xin Claire. Mary ném đi. Sẽ là một thử thách khó nhằn đây. Chuẩn bị quá. Các em ngồi vào chỗ đi, lớp học đã bắt đầu rồi mà. Đối phó với những học sinh này sẽ khó hơn ông Sinclair nghĩ đây. Quẩy lên, mình cần đàn guitar. Không sao cả. Vậy hả, được rồi, đảm lòi nhoi, giờ nghe bài nhạc này nhé. À không, tay mình, trời ạ, à, dừng lại đi, không thể chịu được. Ổn hơn rồi. Ôi, trời, lẽ ra thầy ấy không nên làm thế. Mary triển đi. Các em chỉ là trò đùa thôi. Đừng có dối đấy. Đây, nhận lấy thầy Sinclair. Trúng hồng tâm luôn, thấy sao thầy móng vuốt. Chúng ta biết cách pha trò hơn. Dừng lại, đủ rồi. Thầy tiêu rồi, thầy móng vuốt. Tiếng gì vậy, ui không. Chúng ổn chứ. Ui, các em biết không, thầy đã không bắt đầu cuộc chiến này. Được rồi, trước tiên phải loại bỏ khói. Như vậy mới có thể thở và nhìn thấy được. Thật kinh khủng. Được rồi, ổn hơn. Nhưng học sinh đâu, trốn đâu đó rồi hả? Có hơi lạ nha. Này thiên tài, thầy thả bọn em ra khỏi đây đi. Cái gì? Hình như mình biết chúng ở đâu. Thầy Sinclair, bọn em sẽ không làm vậy nữa. Bọn em hứa sẽ cư xử tốt. Thả bọn em ra đi mà. Phải thả ra đi, thầy móng vuốt. May mà thầy Mai ơi không nhìn thấy điều này. Đợi chút, thầy sẽ đưa các em ra. Đợi thầy một chút. Đây rồi. Đứa thứ hai, tội nghiệp. Ôi, achu. Kinh bẩn quá, mạng nhện, tôi ghét mạng nhện. Nhìn cậu kìa. Cậu sạch thấy ghê nhỉ. Các em, chúng ta hòa nhau nhé. Các em nghĩ sao? Hòa, em sẽ cho thầy thấy thế nào là hòa. Nhận lấy nè. Phải nhận lấy đi. Khánh bóng vuốt ơi, mình cần trợ giúp, phải gọi cho Á Đầm. Nào trả lời đi. Chắc đang thư giãn trong khi mình đang ngàn cân treo sợi tóc đây mà. Hình như chú ấy đang ngủ. Chỉ cần im lặng, đừng đánh thức chú ấy. Phải, chúng ta sẽ thật cẩn thận. Không phải con, bọn con chỉ đùa thôi. Con muốn chơi trò tạo mẫu tóc hả? Nào chơi thôi. Không, không phải bím tóc của con. Con nuôi lâu lắm rồi đó. Làm gì đây? Cái gì? Biết rồi. Con muốn đi ngủ. Bà sẽ cho Init đi ngủ rồi sẽ tiếp tục. Init đi theo chú. Nhà chú tối quá. Con sợ chú Á Đờm. Có thể kể chuyện trước khi con ngủ không? Được chứ, câu chuyện yêu thích của chú. Ngày xưa, có cô bé nhận được món đồ chơi mới. Bắt đầu rất đáng sợ. Một đêm nọ, cô bé thức giấc khi nghe thấy tiếng tru rợn người. Cô thấy những chiếc răng nanh khủng sắc nhọn ngay trước mặt. Bây giờ con còn sợ quá giật hơn nữa. Đồ chơi đấy còn sống. Rồi, chú một đêm đáng sợ. Mình biết giọng đó, để xem nào. Chú Á Đợt, chú còn sống chứ? Chú bị ăn thịt rồi hả? Chiếu tướng. Sao có thể chứ, cậu đúng là con rắn may mắn. Luyện nhiều năm rồi mà anh bạn mình lại thắng. Ngày mai tiếp tục nhá. Mình đi đây, tạm biệt. Loại bùa chú chỉ trên sợi dây vậy? Mình là người sói mạnh mẽ mà. Không, đừng cứu. Bọn em phải làm thế. Không, không làm ơn. Thầy nghĩ bọn em dễ dàng buông tha vậy sao? Thầy móng vuốt. Thấy khẩu súng không? Thầy sẽ cho cả lớp điểm A vậy đó. Em đề nghị thầy nên đổi màu tóc mới. Ồ đúng rồi ha. Đáng đời. Sao lại là sợi hồng chứ? Hả? Sinclair. Ui trời. Chạy đi. Ai vậy? Tên kỳ lạ dưới làn da tái mét. Tuyệt vời, mục tiêu mới. Chúng ta sẽ triển khai kế hoạch B. Chà, có ai thấy hiệu trưởng nào như vậy không? Có lẽ mình có thể ngụy trang cái đầu khổng lồ này. Mình sẽ cố tìm thứ gì đó để che lại. Một bộ tóc giả. Xin chào thưa quý cô. Không được. Chiếc nón nhỉ? Khó quá. Mũ lưỡi trai.
mình không phải xã hội đen. Không, hay cái này, lắc lư không ổn. Khủng long thật hoàn hảo. À, không được vào, anh đang làm gì vậy? Tôi đến để giúp thầy nhưng có thể rất đau đó. Không, làm ơn đi, làm ơn. Bình tĩnh hiệu trưởng, tôi khuyên thầy nên đứng yên. Xin chúc mừng, thầy không cần đội mũ khủng long đâu. Cái gì? Wow, ôi anh áp đầm, anh là cứu tinh của tôi. Hoàng hô, vui quá, để tôi ôm anh nhé. Thật sự rất rất biết ơn anh, cảm ơn anh. Hân hạnh khi được hợp tác với anh, phải đi dạy đám học trò thôi. Anh Sinclair. Đi liệt, đưa đồ chơi đây cho mình. Nó không dành cho người nhát như cậu đâu. Wednesday, cậu ghét màu hồng mà. Ai đó cứu tôi với. Thêm một sự cố nữa thì mình sẽ gọi ba chúng vào trường. Yên lặng. Mình ghét tiếng ồn. Thải Minh. Thầy sẽ tịch thu mẹ chân dài. Sẽ không ai được chơi cả. Đây là chỗ ở của nó. Cuối cùng lớp học cũng được yên lặng. Giờ thì mình có thể uống cốc cà phê yêu thích vui vẻ. Ôi bụng mình. Thầy biết cả đấy. Bọn em sẽ thật ngoan. Dân, đến lúc rồi nhỉ. Tiến hành thôi. Cốc cà phê yêu thích của thầy đây thầy Myers. Đừng làm đổ nhé. May là giáo viên để lại nha đam trong phòng học. Nước nha đam giúp dưỡng ẩm và dưỡng da tay rất tốt. Thầy Myers nên cảm ơn chúng ta mới đúng. Cùng nhau hai kẻ nổi loạn này sẽ tìm cách lạ lùng nhất để chọc giận giáo viên của mình. Da đó không phải là lưng mình. Hai đứa lại định làm gì đó? Chúng đang siêng năng à. Quá siêng năng. Mình sẽ tận hưởng khoảnh khắc này. Cà phê của mình là hai đứa làm à. Ôi xong, quần của mình dính vào ghế rồi ư. Làm sao mình nhìn mặt đồng nghiệp bây giờ? Tại sao lại có slim chứ? Không phải là bức chân dung chứ? Hai đứa. Giờ thì thầy là một phần của bức tranh rồi. Thầy thấy sao về sản phẩm dưỡng ẩm tay? Hai đứa kịch đủ rồi đấy. Thầy sẽ gọi ba hai đứa lên phòng hiệu trưởng. Ôi không, không được. Đây là ba của Inis, ông Sinclair giàu. Cũng lâu rồi mình mới được đến trường. Ôi, làm mình hồi tưởng quá. Hả? Inis thảm hại ư? Không phải đâu, ai lại giết như thế này chứ, mình biết rồi. Không có giáo viên. Cho mọi người trong trường biết ai là kẻ thảm hại nhất nào. Này, con làm gì vậy? Không có gì. Hả? Bọn yêu tinh buộc con làm thế. Đứng lại. Ôi, đừng đưa con lên phòng hiệu trưởng mà. Chú đâu có ác vậy, chú có việc cho con đây, có hứng thú không? Con cần phải làm gì? Không có gì phức tạp cả, nghe này. Khi không ai thấy thì con treo cái này lên nhé. Là ai vậy? Có vẻ như ngôi trường đã có khách mới. Ba của Wednesday, ông Adam. Được biết đến như người đàn ông nghèo. Chà. Why? Thời tiết tệ quá. Cứ như thời cấp 3 vậy. Lâu rồi không gặp anh Adam. Để tôi giúp anh một tay nhé. Anh cũng bị gọi đến à Sinclair? Hình như con gái của chúng ta không hòa thuận lắm. Ừ này Finn, bộ móng xinh đấy. Trốn thôi nào. Chúng ta đi nhé. Có thể hai đứa sẽ được khen gì đạt điểm cao đấy. Ôi, chúng ở trên bảng danh dự kìa. Không, chúng là hai kẻ gây rối thì đúng hơn. Tôi không ngờ đến đấy. Ahem, cuối cùng hai người cũng đến. Vào văn phòng của tôi nhé. Tôi sẽ nói chuyện nghiêm túc với hai anh. Như vậy có nghĩa là sao? Ba của Inis thật là hào phóng. Em sai rồi, cậu ấy là nhớ. Em lại làm ra chuyện gì rồi? Không phải em đâu. Em sắp bị phạt nặng rồi đấy. Em chạy đi đâu đấy? Gan thật. Tốt lắm. Đi nào. Tôi ngửi thấy mùi xấu rồi. Tôi tin vào trực giác người sói của mình. Thì Myers chắc là một người tự kêu đến trầm trọng đấy. Gì của tôi cũng bị. Thầy hiệu trưởng cũng là người thích hoàn hảo. Nên anh ta mới nhìn khác vậy. Chắc mình sẽ cần sau đấy.
tôi thấy hơi lo một tí. Chúng bị giữ lại và bị khiển trách rồi. Chúng nói chuyện quá lớn tiếng với tôi. Có gì đó không ổn. Mình chắc rằng cái bàn trông rất khác khi mình rời đi. Cho tôi biết còn thiếu gì trên bàn làm việc của tôi nào. Bọn tôi không biết. Bọn tôi không động đến gì cả thật đấy. Có thứ gì đó biến mất vậy. Nhưng mình không biết nó là gì. Hãy bình luận thứ gì đã mất nhé. Giờ thì nói về hành vi của con gái các anh nào. Ui, đầy mùi nhà nghèo. Thế này là tra tấn với khiếu giác của tôi đấy. Cũng may mình đã mang theo bình xịt chống nghèo. Tôi không muốn mang mùi hợm hỉnh đâu. Ôi không, nước mũi đến rồi. Trốn mau. Ôi không, ác xì. Tránh đi. Ôi. Phải rồi, suýt quên mất chiếc dù mình mang theo. Xin lỗi, tôi bị dị ứng kim tuyến. Ôi, cảm ơn anh nhé, tốt quá. Xin chào. Nó nói chuyện à? Ôi không, lại nữa rồi. Quay. Đúng là ba nào con nấy nhỉ. Anh sẽ bị giữ lại. Ôi không. Bất ngờ thật. Ồ, bà cũng ở đây à? Chúng đã làm gì vậy? Anh Sinclair, anh mau lên bảng đi. Thôi à, được thôi. Hãy viết dòng, tôi sẽ làm tấm gương tốt cho con gái 1000 lần. Có cần thiết thật không? Mình chỉ cần làm sáng tạo của mình thôi. Hành xử tốt đi. Tôi sẽ nghĩ ra hình phạt mới. Đừng có làm phiền tôi đấy. Ta sẽ ổn thôi. Mọi chuyện ổn cả mà. Ai giúp với. Dung dịch ở trên bàn ấy. Cảm ơn chú hiểu rồi. Được rồi, những gì còn lại phải làm là tìm cách trung hòa chúng. Mình chắc chắn có thứ gì đó giúp ích được. Không phải, cái đó cũng không. Cái kia chẳng ích gì. Mình cần nó để làm gì chứ? Ồ, tìm thấy rồi. Đúng là thứ mình cần. Bây giờ anh ta sẽ không thể đeo chúng vào và sẽ không thấy gì. Mình sẽ không phải lãng phí thời gian. Thế là đủ. Tôi đã hoàn thành rồi. Hả? Gì chứ? Có thế thôi à? Mình ngủ mơ đẹp vậy mà. Tôi làm như anh dạng đấy. Tôi không thấy gì cả. Lạ nhỉ? Sao mình không lấy kính ra được? Đã bảo sẽ thành công mà. Này, tưởng anh có thể lừa được tôi à? Chỉ là hiểu lầm cả thôi. Chúng ta thỏa thuận gì đi nhé. Tôi không nhận hối lộ. Cái tài nhạy cảm đáng thương của mình. Ôi không, lại phải làm lại từ đâu rồi. Ôi, được rồi, được rồi. Giờ thì ổn rồi. Này, máy dịch chuyển sẵn sàng rồi. Chúng ta ra khỏi đây thôi. Cuối cùng cũng xong. Init, còn muốn đi cùng không? Dạ, nó dẫn chúng ta đến đâu vậy? Ra khỏi đây ấy. Đặt tên lên nút để làm nó hoạt động nhé. Mong là chúng ta sẽ đến Hawaii. Chúng ta ở đâu vậy? Tôi có linh cảm xấu lắm. Thú vị đấy. Chúng ta ở trong tù à? Hàng xóm mới à? Cho họ biết ai là sếp đi. Này, đồ thảm hại. Nhanh sửa nó đi, dịch chuyển đi nào. Suýt nữa thì mình sợ rồi. Ôi, chúng ta tự do rồi. Nhưng đây là nơi nào? Điểm ép vì cách hành xử nhé. Mau ngồi xuống. Dừng. Anh ta còn tệ hơn cả cai ngục nữa. Chúng ta thoát ra bằng cách nào đây? Chúng ta bị kẹt ở đây rồi, xong rồi. Lần này mình đã làm gì sai nhỉ? Vô vọng thật. Hình như sửa được rồi. Thôi đi mà. Chúng ta trở lại nhà tù rồi, mừng quá. Ở trong này tốt hơn nhiều. Chúng ta trở về trường rồi. Thầy hiệu trưởng không ở đây. Đã 7 giờ tối rồi. Chúng ta tự do à? Để con xem nào. Cửa bị khóa rồi. Vậy chỉ có nghĩa là thầy Myers đã về nhà và nhốt chúng ta lại cả đêm. Nhưng dù vào ban đêm, nhà Sinclair giàu và nhà Adam nghèo vẫn sẽ nhận được bất ngờ. Trường học vắng rồi. Đây là cơ hội hoàn hảo cho mình. Có người đang âm mưu gì đây? Khóa rồi. Sợ ai sẽ đến trộm bút đánh dấu à? Ôi, mình biết phải làm gì rồi. Móng tay đà nặng sẽ giúp mình.
có phải là trộm không? Phải cẩn thận thôi. Xong rồi, tốt hơn hết không nên gây ra tiếng động nào, trường còn đáng sợ hơn vào ban đêm so với ban ngày nữa. Mình sẽ xem một lúc như ba đã dạy. Hoàn hảo, áp phích đã được treo cả rồi, có khi mình sẽ được trả thêm đấy. Ai vậy? Kết thúc rồi tên trộm. À, đừng đụng vào mình. Cậu chạy đi đâu vậy? Có ai đang bị tra tấn à? Thả mình ra. Có chuyện gì vậy? Chúng ta đã bỏ lỡ nhiều chuyện lúc ngủ lắm. Đi đâu đấy? Không thể chạy thoát số phận đâu. Init là nhất. Mẹ ơi, còn sợ. Wednesday chú biết đó là ai đấy? Ồ, chỉ là nhầm lẫn một chút thôi. Thả con bé ra đi. Cứu con với chú Sinclair. Bà không thích đống áp phích này. Con cũng không thích chúng tí nào. Đừng có nhìn chú như thế, đáng sợ lắm. Ồ, chú có cách sửa chữa việc này đây. Này, con sẽ làm như chú bảo chứ. Đưa tiền trước đi. Ừ, không thành vấn đề. Con sẽ cố gắng hết sức. Cà phê là thứ duy nhất không làm mình khó chịu vào buổi sáng. Ui, Wednesday và Init là nhất ư? Đã có cuốn băng chưa? Sao mình quên được chứ? Đừng lo, Wesley, sẽ không đau đâu. Trong họ kìa, Wesley và Init là con nít này. Trong họ có vẻ nghịch ngợm thật á. Ồ, ai chà, tóc của mình. Phải giúp cậu ấy thôi. Đừng cử động nhé, Wesley. Sẽ có hình phạt nghiêm trọng cho lối hành xử như thế này ở học viện Nevermore đấy. Cảnh sát, đứng yên, ta là cảnh sát ở học viện chống lại trẻ em nghịch ngợm đây. Ai mà ngờ chỉ là một trò đùa nhỏ lại có thể dẫn đến chuyện này chứ. Wesley, con làm gì mà lâu vậy? Wesley ngủ nhiều quá đi. Wesley và Init vẫn còn là quá trẻ để ngồi tù một mình, nên mẹ của họ phải vào cùng để chăm sóc cho bọn họ. Nhà tù kinh dị quá, cả đống mạng nhện và cư dân tám chân ở đây nữa. Có cầu vồng vừa nổ tung ở đây. Loại màu sắc rẻ tiền tươi sáng này làm cho mẹ con bệnh mất thôi. Wesley và người mẹ giàu của cậu ấy sẽ không bao giờ thích vùng giam kiểu này. Mẹ, chúng ta phải làm gì đây? Mẹ có ý này. Init, đến đây nào. Đừng động vào gì đó. Chúng ta đổi vùng giam đi. Lấy tiền và để lũ nhện lại cho bọn tôi nhé. Ác mộng rực rỡ sắc màu này hợp với mẹ con cô hơn đó. Chà, đúng là khó có thể cãi lại được. Init, chúng ta đi thôi. Ở đây tốt hơn nhiều đó. Chúng ta còn phải làm nhiều thứ lắm. Tuyệt vời. Chúng ta khiến nó xinh đẹp hơn đi ha. Bắt đầu việc cải tạo đi nào. Con không đi đâu. Con phải đi chứ. Việc cải tạo quan trọng lắm đấy. Tất nhiên rồi, Init. Con ngoan ngoãn nghe những gì chú Wallen dạy đó nha. Đi nào, các con. Ừ, trông rẻ tiền ha. Người mẹ giàu Wesley chắc chắn rất ghét thứ rẻ tiền này. Nhưng cô ấy đã biết cách cải thiện nó rồi. Trang phong cách gothic sang trọng sẽ khiến cho con gái cảm thấy thoải mái. Và điểm nhấn cuối cùng, giờ thì con có thể sống ở đây rồi. Người mẹ nghèo Init cũng không ngại trang trí lại buồng giam. Biết là điều kỳ diệu sẽ không diễn ra với cô ấy, nhưng cô ấy vẫn còn trí tưởng tượng. Thêm nhiều màu sắc tươi sáng sẽ không gây đau mắt đâu. Mình sẽ lấy kem đánh răng, hồi tốn thời gian một chút, đổ tí nước vào. Giờ thì khuấy đều, xong rồi. Chỉ có Init chọn dùng cầu vồng để trang trí trong tù mà thôi. Giờ thì chúng ta đã có cầu vồng riêng của mình. Tuyệt vời, con gái mình sẽ thích cho xem. Hoàn hảo rồi đó. Thêm tí ánh sáng nào, sẽ không có lâu đâu. Đừng có lo, chẳng có ai bỏ trốn cả. Đây chỉ là trò đùa dành cho nhà hàng xóm thôi. Ôi, mặt trăng. Này, muốn ăn vặt không? Bắt lấy đi. Mong rằng Init sẽ không biến thành người sói ngay trong buồng giam này. Nè, đây là bằng chứng, không phải đồ chơi. Mau bỏ chúng lại và tập trung vào bài học đi nào. Chà, việc cải tạo hai con này thật là vất vả. Nhiệm vụ đầu tiên, 5 năm cộng 7 năm bằng bao nhiêu? Câu trả lời là gì? Nè, trả lời điện thoại đi chứ, nhanh lên. Nào. Chú ấy bị tao tai à. Mau trả lời qua điện thoại đi, bọn tội phạm nhí này. Wesley, chúng ta trả lời đi nha. Không, như vậy sẽ là tiết học càng thêm chán thôi. Nó ở ngay đó mà, mau trả lời đi. Không thì hai đứa này sẽ gặp rắc rối đó. Bọn con không hiểu, không rõ ràng gì cả. Có dĩ nhiên bài học đầu tiên ở nhà tù đã kết thúc khi vừa vào tiết mà thôi. Nè, hai đứa đi đâu vậy? Trở lại đây ngay. Nè, con thấy buồng giam thế nào hả, Init? Đúng kiểu con thích đúng không?
con thấy sao hả West đây? Kinh khủng thật mẹ à, con thích lắm. Đây là tấm ảnh yêu thích. Wow wow wow, có người đói rồi ha. Anh Westland, đến giờ ăn của bọn tôi rồi. Bữa tối đây chút còn miệng. Chà, đâu có thể chỉ cho người sói ăn thứ này được. Ồ, ít nhất cũng có gì đó để ăn chứ. Bọn họ đâu thể nào nhịn đói được có đúng không? Nhưng có ai đó biết cách ăn đống gạch ngũ cốc này không chứ? Con không ăn đâu. Con cứ tưởng tượng nó là thịt gà đi. Ồ, chúng ta làm gì đây? Mùi thơm thật đó, ngon quá. Không phải là donut nhưng vẫn ngon lắm. Đến giờ ngủ rồi. Đây là cơ hội tuyệt vời để lợi dụng tình yêu mù quáng của cai ngục dành cho đồ ngọt. Ôi, chỉ là tình yêu ấy mạnh đến mức mà hộp kem vừa được mở ra đã trống không còn gì rồi. Nè, mẹ có ý này. Ai vậy? Hay quá, con thích kem lắm. Chờ đã, chúng ta phải khởi động khứu giác trước khi ăn bằng cách nhắm mắt. Được rồi, bắt đầu thôi. Ngon quá đi. Giới thiệu với mọi người món đặc biệt của tôi, ngũ cốc già tù. Gớm quá đi. Tôi cũng biết mà, nhưng em không cần phải phiền như vậy đâu. Chỗ chúng tôi có thực đơn đặc biệt dành cho tù nhân giàu có. Thưa quý cô, cứ chọn những món trái tim mách bảo đi nhé. Nếu hai người có tim. Không sao, bị có tiền là được thôi à. Có vẻ như mẹ của Westday không hề bị ấn tượng bởi thực đơn giàu có này. Dù sao thì hai mẹ con cũng không phải giàu bình thường, nên họ có khẩu vị rất dị. Chiếc mạng có nhện thay vì kem và là một thỏi vàng thay vì phô mai. Phải không? Chỉ có nhà Adam mới thích đổi món này. Mình không dám nhìn luôn á. Mình cần phải làm gì đó để quên đi cái bàn vừa rồi. Mình quên xé trang giấy đi nữa. Công việc áp lực kiểu này thì mình có thể hay quên cũng không lạ gì. Thứ sáu ngày 13 là một ngày đặc biệt với tù nhân. Suýt nữa thì quên mất. Inis đã xong cả chưa? Tất nhiên rồi, cũng may là đã chuẩn bị từ trước. Chúc mừng sinh nhật con gái. Bánh kem đặc biệt cho đứa trẻ đặc biệt. Chỉ cần xé nó ra phân nửa thôi. Dừng lại, đồ vật bé nhọn bị cấm trong tù. Tôi sẽ tịch thu cái này. Làm sao chúng ta cắt nó ra được đây? Tôi có giải pháp, chờ chút nha. Xong rồi, thử đi, sẽ được đó. Wow, cảm ơn nha. Mong là con bé sẽ thích. Inis, một nửa của con đây. Bánh kem 100% sô-cô-la đen cho Westday. Và một chiếc bánh quy dâu bồng bềnh cho Inis. Mẹ có quà đây. Cho con đây, con gái. Wow, Yun Maroc hả? Mẹ biết là con sẽ thích mà. Tất nhiên rồi, chỉ có 50 con còn sót lại trên đời thôi. Chà, giờ thì chỉ còn có 20. Chờ nhé, mẹ vẫn còn có quà. Tuyệt quá, là màu đen. Cảm ơn mẹ. Vẫn chưa hết đâu. Thật là xinh quá đi. Mẹ đặt trước đấy. Ôi, con thích lắm. Đừng nhìn trộm nhé, mở mắt ra đi. Ta-da. Wow, con đã ước có búp bê baby từ lâu rồi. Cảm ơn mẹ. Ôi, không sao cả, bản năng tự nhiên ấy mà. Mẹ có ý này. Người mẹ nghèo Inis sẽ không thể mua búp bê mới cho con gái. Wow, túi gì thật. Nhưng cô ấy có thể tự làm ra mọi thứ. Con có thể học làm mọi kiểu tóc do em ấy. Con có thích không? Có chứ. Rắn nhỏ của mẹ, con thích búp bê không hả? Con sẽ luôn nhớ về phần tốt. Niềm vui vẫn chưa hết đâu. Chơi với Westday đi nào. Tôi sẽ làm mọi thứ để yêu cầu. Giờ thì đặt nó vào đây. Như thế này, cả cái kia nữa hết tốt lắm. Oh wow, giờ con biết cách tết tóc rồi. Kiểu tóc của búp bê Westday thực tế hơn nhiều. Cai ngục quát lên tội nghiệp đã gục ngã vì áp lực công việc. Mình còn sống không hả? Đây là thiên đàng sao? Để xem nào. Không, mình đang sống trong địa ngục thì đúng hơn. 5.000, 10, 20. Cocktail cho tù nhân VIP đây ạ. Tiền của anh đây. Được rồi. Chờ đã, tôi trả thêm nhé. Wow, tốt quá. Nó sẽ là của anh nếu anh để tôi trốn thoát. 100, 200, xin lỗi nha, không được đâu. Không thì tôi đi đây, ngày mới tốt lành. Bộ râu xấu kinh, mình sẽ tự nghĩ ra gì đó. Cai ngục Quaklin nghĩ rằng Westday sẽ bỏ cuộc dễ dàng vậy sao? Anh ấy đáng ra không nên bỏ lỡ người phụ nữ ngu ngô này. Chỉ có đứa con gái ngây thơ mới không biết lấy dấu vân tay thôi. Mình đã học được điều này lúc 6 tuổi. Và với số tiền mình có, mình có thể sở hữu mọi thứ mình cần.
ngay khi ở trong tù. Ngoài ra mình cũng không cần thứ gì siêu đắt tiền ở đây ngoại trừ phấn vàng. Thực ra người khác không cần nhưng mình cần. Mình không muốn phải hứa hẹn việc gì đâu. Mình sẽ không bao giờ kết hôn. Không bao giờ. Mình có nhiều việc quan trọng hơn phải làm. Nè, cô đi ra bằng cách nào vậy? Tạm biệt. Xin chào, trở về buồng giam đi quý cô. Đừng trốn ra đây nữa nhé. Vẫn chưa kết thúc đâu. Tôi sẽ tìm cách khác để ra. Ôi, không 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 không. Không nên khoe khoang chuyện này chứ. Enix hiện như cũng đang âm mưu gì đó. Chúng ta có ổ khóa bình thường. Vậy thì chúng ta cũng cần chìa khóa bình thường. Dù móng tay sẽ giúp được thôi mà. Móng sói của mình sẽ giải nguy cho. AL mới nói lời tạm biệt đây. Ổ khóa này khó phá hơn bình thường mình tưởng. Thôi kệ, mình vẫn còn 9 cái móng nữa mà. Giờ thì còn 5. Kế hoạch A thất bại rồi. Bắt đầu kế hoạch B thôi. Trốn khỏi nhà tù này có vẻ khó hơn tưởng tượng nhiều đây nha. Chúng ta sẽ phải chờ mãn tù thôi chứ. Ngày qua ngày trôi đi, mẹ của hai cô gái đã không còn hy vọng vào việc được thả ra sớm. Nhưng Wesley nhỏ và bạn Enix nhỏ vẫn không muốn bỏ cuộc. Thiên, đưa cho Enix nào. Thiên, gì vậy? Để mình xem nào. À, đây là lời nhắn từ Wesley. Trốn ra khỏi đây thôi. À, mình cũng muốn nữa. Có vẻ như Enix đã đợi Wesley đề nghị điều này từ rất lâu rồi. Dựa trên dụng cụ của bọn họ thì hai cô gái này đã quyết định dùng biện pháp rất mạnh. Chúng ta tiến đến phần chính của kế hoạch nào. Áo đầu quá, giúp với. Có chuyện gì vậy? Con vẫn ổn chứ? Bọn này không muốn làm phiền chú đâu. Nhưng người không ổn ở đây là chú đó. Enix và Wesley vẫn khỏe khoắn đây nè. Tốt lắm. Ồ, sandwich vừa kịp lúc. Chạy thôi đi nào. Ờ, có chuyện gì vậy chứ? Enix, dậy đi. Cai ngục bất tỉnh rồi kìa. Ồ, chắc là đang ngủ thôi mà. Tôi không tin đâu. Đây, tớ có tin tuyệt vời nè. Chà, sẵn sàng, ta-da. Tớ có em bé rồi đó. Wow, cậu cũng đang mang bầu đó hả? Chúng ta cùng làm mẹ tốt nha. Tớ rất vui. Em khỏe không? Đứa bé đạp liên tục. Có lẽ tương lai thằng bé sẽ là một cầu thủ đá banh đó. Để xem nào. Wow, nó là con gái của em thích thể thao hả? Ồ, em bé là con gái hả? Ừ, xin chúc mừng. Ba mẹ tương lai thế nào rồi hả? Không phàn nàn gì ư? West đây, nhìn nè, em đang mang một em gái đó. Wow, trông không giống một đứa bé tí nào hết. Khoan, em bé đi đâu rồi? Có gì đó không đúng. Nè, đây không phải là đồ chơi. Em bé đây rồi. Có điều em bé có vẻ khó chịu chuyện gì đó đó. Đó là các con bé cười thôi. Giống như mẹ con thôi. Cảm ơn bác sĩ nhiều. Không có gì. Đến lúc trang trí phòng cho người đẹp bé nhỏ của mình rồi đó. Càng nhiều hoa nhỏ xinh trên giường càng tốt thôi mà. Những nàng công chúa thật sự nên hòa mình vào những cung hoa. Con gái mình cũng có hoa nữa hả? Những bông hoa đặc biệt. Bảy ruồi Venus sẽ bảo vệ con của mình khỏi những vị khách không mời mà tới. Pikachu nhồi bông và búp bê Barbie xinh đẹp sẽ rất hợp cho con gái bé nhỏ thôi. Những con quái vật sang trọng đang đợi con gái của mình. Thiếu thiếu đứa nào hả? Bây giờ tất cả đều đông đủ. Nhìn cái thứ đáng yêu này đi nè. Với chiếc đồ di động có nhạc này, con gái của mình sẽ không sợ hãi khi ngủ ở đây đâu. Đây chính là thứ cần thiết để có những giấc ngủ ngọt ngào. Nồi di động của mình được sản xuất riêng. Sẽ không ai có được chiếc nồi tương tự. Bursley, nằm yên. Em sẽ kiểm tra nồi. Một thứ nữa thôi. Mẹ ơi. Nồi tốt rồi đó.